Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2024 để cho ý kiến với 11 nội dung, trong đó có 5 dự án luật và 5 đề nghị xây dựng luật, cũng như nội dung về chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Theo người đứng đầu chính phủ, ngay từ đầu năm, chính phủ đã nỗ lực để hoàn thiện thể chế. Tháng 1, chính phủ đã họp thông qua 5 nội dung xây dựng luật. Tháng 2, công việc nặng hơn với 11 nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tới đây. Thủ tướng nhấn mạnh, những nội dung của phiên họp này đều rất quan trọng, khó, với yêu cầu cao, trong khi thời gian và nguồn lực có hạn. Để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu kỹ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tính kịp thời và chất lượng các luật. Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ, chúng ta rà soát, tổng kết kỹ, rồi chúng ta dự báo tốt, thì cái luật nó đi ngay vào cuộc sống, giải quyết ngay những cái vướng mắc và thậm chí là vượt qua những cái khó khăn mà chúng ta chưa thể dự báo hết được. Thế còn nếu như chúng ta làm hời hợt, chúng ta làm thiếu trách nhiệm hoặc là chất lượng không cao, thì thưa với các ông chí là làm xong lại phải sửa. Vì vậy cho nên các ông chí, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ tiếp tục phải lãnh đạo, chỉ đạo, dự thảo các cái nghị định cho nó kịp thời. Để khi luật có hiệu lực, đồng thời là chúng ta có các cái hướng dẫn, các cái nghị định hướng dẫn, các cái thông tư hướng dẫn để chúng ta thực hiện nó nghiêm túc. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình xây dựng các dự án luật, các đề nghị xây dựng pháp luật thì chỉ lấy ý kiến một lần các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan. Nếu còn ý kiến khác nhau thì Phó Thủ tướng phụ trách chủ trì triệu tập cuộc họp với các bộ, cơ quan để xử lý ngay. Với tinh thần khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, minh bạch, công khai, sát thực tiễn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, dễ đánh giá để các đối tượng thực thi tuân thủ pháp luật yên tâm thực hiện. Tại phiên họp, chính phủ thảo luận xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 11 nội dung, trong đó xây dựng 5 dự án luật, phòng không nhân dân, quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, di sản văn hóa sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, đồng thời chính phủ xem xét đề nghị xây dựng 5 luật, hàm cấp ngoại giao, hàng không sửa đổi, đường sắt sửa đổi, địa chất và khoáng sản, công nghiệp công nghệ số và đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024.